Kinh Địa Tạng Bồ Tát Võ Nguyện. Phẩm thứ năm, danh hiệu của Địa Ngục. Phổ Hiền hỏi: lúc đó Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: thưa nhân dễ, xin Ngài vì trời rồng bát bộ và tất cả chúng sanh ở hiện tại của vị lai, mà nói danh hiệu của những địa ngục này chỗ thọ béo của hàng chúng sanh bị tội khổ ở trong cõi Tây Bè cùng Dương Phù Đề này, về nói những sự về quả báo không lành, làm cho chúng sanh trong thời mạt pháp sau này biết rõ những quả báo đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: thưa nhân dễ, nay tôi nương oai thần của Đức Phật cùng oai lực của Ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tội báo và ác báo, danh hiệu của địa ngục. Thưa nhân dễ, phương đông của Dương Phù Đề có dãy núi tên là Thiết Vi. Dãy núi đó tối thẳm, không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián, lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ, lại có địa ngục tên là Tứ Giác, lại có địa ngục tên là Phi Đao, lại có địa ngục tên là Họ Tiễn, lại có địa ngục tên là Giáp Sơn, lại có địa ngục tên là Thông Thương, lại có địa ngục tên là Thiết Xe, lại có địa ngục tên là Thiết Sàng, lại có địa ngục tên là Thiết Nghiêu, lại có địa ngục tên là Thiết Y, lại có địa ngục tên là Thiên Nhẫn, lại có địa ngục tên là Thiết Lư, lại có địa ngục tên là Dương Đồng, lại có địa ngục tên là Bảo Trụ, lại có địa ngục tên là Liêu Hận, lại có địa ngục tên là Canh Thiệt, lại có địa ngục tên là Tỏ Thủ, lại có địa ngục tên là Thiên Cước, lại có địa ngục tên là Đạo Nhãn, lại có địa ngục tên là Thiết Hòa, lại có địa ngục tên là Tránh Luận, lại có địa ngục tên là Thiết Trừ, lại có địa ngục tên là Đê Sơn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: thưa nhân dễ, trong dãy núi Thiết Vi có những địa ngục như thế số nhiều vô hạn, là các địa ngục Cứu Ốm, địa ngục Bạc Thiệt, địa ngục Phỏng Níu, địa ngục Đồng Tỏ, địa ngục Họ Tượng, địa ngục Họ Cẩu, địa ngục Họ Mễ, địa ngục Họ Nghiêu, địa ngục Họ Sơn, địa ngục Họ Thạch, địa ngục Họ Sàng, địa ngục Họ Lưu, địa ngục Họ Ưng, địa ngục Cứu Nhe, địa ngục Bếp Bì, địa ngục Ẩm Hiếp, địa ngục Thiêu Thủ, địa ngục Thiêu Khuyết, địa ngục Đạo Thích, địa ngục Họ Ốc, địa ngục Thiết Ốc, địa ngục Hỏa Lan, v.v. Những địa ngục như thế, trong đó mỗi ngục lớn lại có những ngục nhỏ, hoặc 1, hoặc 2, hoặc B, hoặc 4, dẫn đến trăm nghìn, trong số đó danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với Ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng: thưa nhân dễ, đó đều là do chúng sanh trong cõi Dương Phù Đề làm những điều ác mà tiền nghiệp chưa cảm với những địa ngục như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu giường biển kẻ, có thể ngang đạo thánh. Vì thế chúng sanh chết không điều với nhỏ mà làm cho không tội, sau khi chết đều có vẻ béo, giàu đến mảy muốn đều phải chịu lấy. Chí thân như che với con, mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi khác đường, giàu có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Nay tôi nương oai lực của Đức Phật mà nói sơ được những tội béo nơi địa ngục, trong mong nhân dễ tạm ghi lời đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng: dầu từ lâu tôi để rõ tội báo nơi bê đường ác đạo rồi, nhưng tôi muốn nhân dễ nói ra để làm cho tất cả chúng sanh có tâm hạnh ác trong đời mạt pháp sau này nghe được lời dạy của nhân dễ mà biết quy hướng và phép giới phép của Phật tội béo trong địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: thưa nhân dễ, những sự tội báo trong chốn địa ngục như vậy, hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra mà cho trâu cày đến đó, hoặc có địa ngục moi tim người tội để cho quỷ dễ xoa ăn, hoặc có địa ngục quẹt dầu sôi sùng sục nấu thân người tội, hoặc có địa ngục đốt cục đồng cháy đỏ rồi bắt người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục từng bực lửa lớn bay tóc bằng người tội, hoặc có địa ngục toàn kẻ thần là băng giá, hoặc có địa ngục đầy vô hạn đồ phản tiểu, hoặc có địa ngục leo gai trong sắt, hoặc có địa ngục đâm nhiều dấu lửa, hoặc có địa ngục chỉ đập vai lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt chân tay, hoặc có địa ngục cho rắn sắt quấn cắn, hoặc có địa ngục xua đuổi chá sắt, hoặc có địa ngục đóng ách lừa sắt. Nhân dễ, những vẻ béo như thế trong mỗi một cái trăm nghìn thứ khí cụ để hình thành điều này bằng đồng, bằng sắt, bằng đế, bằng lửa. Bốn loại khí cụ này là do các thật nghiệp bói ép của chúng sanh mè cảm trời ra. Nếu tôi thuật rõ kể những sự việc và tội béo ở địa ngục,
Thời trong mỗi ngục lại còn có 100.000 thứ khổ sở, không chi là nhiều ngục. Nay ta nuôi sức ôi thần của Đức Phật, về vì nhân dễ hỏi mà nói sơ lượng như thế. Nếu nói rõ kẻ thơ cùng kiếp, nói cũng không hết. Nam Mô A Di Đà Phật. Hết Phật thứ năm. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Ma Ha Tát.